Ok, thì chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình mới làm lại nick team của mình tí. Thì hôm nay chủ yếu là mình làm cái clip này thì muốn hướng dẫn cho các bạn đó là cái cách để có thể tạo ra được cái skin cho Steam của bạn. Skin là sao? Thì các bạn hãy nhìn đây. Thì thường thì mình đã biết cái này từ lâu rồi, nhưng mà thường là mình thích để cái cơ bản hơn đó. Cho nên mình để vậy luôn chứ mình cũng không có làm kiểu mod skin vô này nọ. Tại mod vô có một số cái nó làm khó nhìn lắm. Đây là cái ví dụ nè. Các bạn có thể làm như Steam nè. Một số bạn thì thấy nó đẹp, mà đối với mình thì mình cũng chơi không cần thiết lắm. Mình cũng làm biến làm cái này vô, tại vì nó nhiều lúc nó khó nhìn hơn á, cho nên mình không có làm cái này. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn làm sao để có thể làm kiểu vậy thế nhờ nha. Thì đầu tiên thì trước khi mình làm clip thì mình nói rồi, cái này thì nó cũng có liên quan tới bất kỳ cái Steam hết, chỉ là thay đổi cái nền của Steam thôi, cho nên nó cũng không có quan trọng gì bên trong hết nha. Thì cái việc đầu tiên á, thì chút nữa mình sẽ để link cái trang này ở dưới cái mô tả. Các bạn cứ vào cái trang này rồi liên kết với Steam của bạn là xong. Đấy, có tiếng Việt sẵn nha, nổi bật với bộ skin riêng của chính bạn. Có hai cách, thì một các bạn có thể tự tạo ra cho chính các bạn, thì cái này các bạn có thể bấm vô đây. Và sau đó các bạn tự thiết kế cái Steam của mình ở trên đây. Đấy, phần ở đây là mà sẽ để hình gì ở đây nữa nè. Mà cái này thì mình không có hướng dẫn, tại vì mình chỉ muốn các bạn làm cho nó nhanh hơn á, lấy của người khác á, mình nghĩ nhanh hơn. Còn bạn nào thì muốn tạo á, thì có thể là tự sáng tạo mệt mỏi trong đó. Mình nghĩ cũng tạo cũng dễ thôi, với điều bạn cái óc sáng tạo bạn có hay không thôi. Đổi màu rồi đồ, tông màu rồi đồ các thứ thôi à. Nên nếu các bạn mà thích làm người ta thì các bạn vô cái phần Explorer này nè. Đấy, khá là nhiều skin cho các bạn chọn ha, rất nhiều luôn đằng khác. Mình không biết anh chọn cái gì cho đẹp. Thử cái này đi ha. Nhìn màu có vẻ đẹp đó. Tải lâu thế? Mình đâu đang tải gì đâu ta. Đây, đây là cái hình nền của các bạn sẽ, nếu mà bạn là đè đao về thì các bạn sẽ giống thế này nè. Nó để hiện tên của bạn như đây luôn nè. Đã lắm. Đây, cái này có gì dễ nhìn ha. Thì giờ đầu tiên á, các bạn muốn tải cái này về đó thì trước tiên các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ download công cụ nè. Các bạn nhấn download. Rồi, download 6.3 MB. Ok, xong rồi đó. Giờ thì các bạn tạo một cái file riêng đi ha. Mà vô phần download nè. Kết nó qua. Đấy, giờ các bạn cài đặt ấy. Cài đặt dễ, nãy bạn không biết làm nữa thì thôi. Xong. Nó sẽ tự động có ở đây cho các bạn. Cái gì thứ hai á là các bạn download cái này về thôi. Clip này nó cũng ngắn à, mình chỉ cho bạn lên trong web này làm sao cho có cái skin chơi. Bạn tự kiếm cũng được nữa, nhưng mà sợ nghĩ không có, sẽ có một số bạn sẽ không biết á. What the fuck? Sao mày không đau? À đây. Thôi đau rồi. Ok, giờ các bạn vào cái Steam Customer này thôi. Ok nha, bạn cứ nhấn Ok nha. Đấy, và các bạn nhấn vô tắt bả này đi. Các bạn nhấn cái file nè. Open. Chưa. Đầu tiên mình phải chuyển cái này qua lại đây cái. Cho mốt nó nhìn nó dễ nhìn. Bỏ vô đó. Rồi ok, được rồi. Open. Ơi. Nhầm, mình nhầm. File nè, open nè. Các bạn kiếm cái file đó. File nãy chỗ mà các bạn giấu á. Đâu mất rồi ta. Skin Steam skin. Rồi ok. Rồi install vô.
Xong, sau khi tự làm thì nó sẽ tự động reset cái Steam của bạn lại luôn. Khá dễ ha. Dễ nhất trong những cái phần mềm mình làm từng làm Steam luôn á. Done, các bạn thấy xong chưa? Đấy, khá là dễ. Này là chưa đẹp lắm đâu, mình nghĩ là chưa đẹp lắm đâu, có một số cái đẹp nữa. Chủ yếu là thay đổi tông màu rồi đồ cho nó đẹp hơn thôi, số bạn thích á. Đấy, cái tông màu của mình á, có cái phần vũ trụ ở đây nữa. Màu đẹp á. Ok, thì clip của mình chủ yếu hôm nay là nó ngắn vậy thôi đó, chủ yếu là chỉ cho bạn cách mà có thể tạo cái skin cho Steam thôi. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.